Ủa giới thiệu Việt Hương mà sao? Anh tưởng là em nghĩ rồi. Ủa năm em thiệt hả? Dạ. Tưởng đâu là đâu hình ảnh nó nhớ ra thôi chứ. Trời ơi, ngày xưa bà cũng là trăm anh thế phiệt. Nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn mà bà theo tôi ở vỉa hè đường Trần Xuân Soạn. Tôi biết vậy tôi lấy thằng giàu. Lao, lao đây nè. Tự nhiên tôi lấy chi thằng đẹp trai mà nghèo với ông là cái gì không biết nữa.